bạn, đây là thùng đồ mới của mình. Mình vừa mới nhận được nè. Bây giờ mở thùng ra nha. Đây các bạn ơi. Đây các bạn ơi. Nhiều quá các bạn ơi. Đâu đây coi là gì đây. Đây là mình nhớ là mình có đặt Bakugan Dragon Rising Geoforce Dragonoid nha các bạn. Ôi lung linh quá, ngoài bự quá, lung linh quá. Còn này là có thêm 3 cái hộp nhỏ ở trong nữa nè. Còn này là 2 cái mô hình của mình. Người dơi. Người dơi. Người dơi hả? Đúng, người dơi màu đen. Người dơi màu đen hả? Tôi nói thiệt. Ừ, đúng là người dơi các bạn ơi. Đây là một cái hộp bự hơn nha các bạn. Wow, có cái gì vào đây đây nữa mẹ. Trời này các bạn. Các bạn ơi, hãy nhớ đón xem những tập tiếp theo trên kênh YouTube của tụi mình nha. Nhớ nhấn nút đăng ký để theo dõi và ủng hộ kênh cho tụi mình nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Bye bye.